Kính thưa quý vị, Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25 tháng 7, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, có hơn 5.600 đoàn với hơn 252.000 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng nay, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngay từ sáng sớm thì hàng ngàn người dân đã có mặt tại xung quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, trật tự, chờ đến lượt để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người đã không giấu được niềm xúc động nghẹn ngào khi đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Lễ viếng chính thức bắt đầu từ 7 giờ, nhưng đã có rất nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân từ các tỉnh thành khác đã đi từ khuya để kịp giờ viếng tại Hà Nội sáng nay, kính tiễn người lãnh đạo tài đức vẹn toàn. Từ tỉnh Hà Tĩnh trên chiếc xe lăn, bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, đã chờ ở Nhà tang lễ Quốc gia liên tục 2 ngày. Sáng nay, trước những giờ phút cuối cùng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà đã một lần được dâng nén tầm hương. Ngày nào tôi cũng coi trên màn hình á, chỉ dáng đi của bác, từ kể cả trong quốc hội, cuộc họp của bác tôi cũng theo dõi. Tôi đang theo dõi suốt đây. Giờ bác mất đi, tôi nhớ lắm. Chúng tôi vẫn hướng là sáng là từ 2 giờ đêm dậy đấy. Dậy từ 2 giờ đêm để hôm nay để vào để viếng bác. Bây giờ hơi bác còn lại có ngày hôm nay nữa. Thế nên chúng tôi là rất thương tiếc bác và cũng là rất là kính trọng bác. Thì chúng tôi đã dậy từ 2 giờ đêm để chuẩn bị, rồi là tập trung vào đi với đoàn. Và chúng tôi lên đây và chúng tôi là mấy ngày nay nghe tin bác mất rất buồn. Chúng tôi là cựu chiến binh, lúc nào là cũng hàng ngày để theo học tập gương bác. Và đến ngày nay chúng tôi cũng rất là quyết tâm và học tập gương bác Trọng. Sự giản dị, lối sống đạo đức, khiêm nhường, tận tụy một đời vì nước, vì dân. Nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa trong lòng người dân một cách lặng lẽ, bình dị. Trước những giờ phút tiễn Tổng Bí thư về với đất mẹ, hàng vạn người dân vẫn không khỏi tiếc thương.